Hello, uh, xin chào tất cả các bạn uh, Rất vui được gặp các bạn thông qua video ngày hôm nay Thì uh, lời nói đầu tiên cho mình là Xin chúc uh, tất cả các bạn một ngày làm việc thật nhiều niềm vui Thì uh, ngày hôm nay mình muốn chia sẻ uh, cho các bạn về vấn đề mà nhớ tới các bạn uh, Các bạn khi mà các bạn mua xe mới á, Thì uh, các bạn nên lưu ý uh, Mình phải kỹ là kỹ ngay từ lúc ban đầu luôn á uh, Lần đầu tiên là 500 cây Lần sau các bạn đi tầm khoảng 1 ngàn rưỡi đảo lợi cho nhớt mới mới các bạn thay thì nó sẽ chi trì cái độ mới của xe mình. Tại vì trong động cơ mình đó các bạn, nó là những cái bánh răng nó quay trừ khi mà nó cháy búa nồi á nó mới có à uh, bám. Uh, còn uh, mà các bạn chạy bình thường á thì các bạn thay nhớt uh, như uh, mình uh, chia sẻ thì uh, các bạn chạy uh, 5 10 năm thì mở ra ở trong đây nó cũng sạch hết cho các bạn. Và cái thứ hai nữa tránh tình trạng mà các bạn thay chúng nhớt giả nha. Thứ nhất là xe này á là bị hết nhớt với thứ hai á hai cái nhớt giả các bạn. Nấc giả thì khi mà các bạn mở ra nó có một cái lớp nhựa cực kỳ luôn các bạn nó dính nè. Các bạn thấy không? Nó cháy hết luôn cái uh, 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 cái chuông nồi luôn các bạn và nó đóng lên uh, đóng khối lên luôn các bạn. Và cái thứ hai nữa các bạn kia các bạn thay nấc giả thì nó không có đủ cái độ nhằn khi mình chạy nóng các bạn, nó sẽ làm chai cái mặt bố hoặc là uh, nó bị uh, cái bố nồi mình mau chai các bạn. Ở đây mình mở các bạn nè, nó gãy luôn cái lò xo của bố và càng các bạn xe này chắc anh khách này chạy cũng dữ lắm. À, hết hết nhớt luôn ha các bạn. Cho nên à, các bạn à, sử dụng xe nhớ lưu ý ta nhớ nha. Mình à, một là mình canh km nè, hai học à, mình à, tính tháng các bạn. Ví dụ các bạn chạy một ngày 5 cây hay gì đó thì các bạn tính tầm một hai tháng thì thay cho nó. sau khi à, chưa tới à, mình kỹ mình thay cũng được các bạn. Các bạn à, thay sớm thì nó tốt cho xe mình thôi. À, cho nên à, nhiều khách hàng à, hay mà ra thay nhớt á À, mình xả ra các bạn sao các bạn đôi khi khách hàng người ta nói ủa sao nhớ còn trong quá tại vì uh, người ta kỹ người ta thay nhớt mới thì nó sẽ duy trì cái độ mới của xe mình đó, các bạn mà để cho nó một lần đen như vậy nè thì uh, khi mà mình uh, xả ra mình đổ nhớt mới vô bây giờ mình xả ra nó cũng đen hoài luôn các bạn một lần nó dơ kiểu này là không có cách nào mà nó sạch các bạn trừ khi mình gã máy ra mình rửa sạch uh, mình lắp lại thôi các bạn chứ nó mà tình trạng dơ cái này thì các bạn chạy nó không khi nào mà nhớ nó sạch được các bạn cho nên mình cũng làm clip mình hay khuyến uh, cáo anh em á uh, thay nhớt thường xuyên cho xe để nó duy trì cái độ ổn định cho xe mình và wow, cái lốc nồi này các bạn nó kinh khủng lắm nhớt nó nhiều, nhiều nhiều nhựa nó có khi mình dính vô tay mình chấm mình gịt ra nó nhiều 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 nhựa các bạn nó bám ghê lắm mình sẽ bắn nồi ra cho các bạn xem thử cái lá bố nồi nha đây cái lò xo này các bạn lò xo nồi Seagood là bốn cái lò xo nha các bạn bốn cái lò xo nồi đây lò xo nồi của Seagood á các bạn độ lò xo cứng quá là nó hay bị gãy cái cái cần ép cái cần ép bên kia lắm nghe các bạn tại vì cái cái cần ép bên kia nó có một cái chấm đưa ra để khi mình đạp số nó cắt số các bạn mà các bạn cho lò xo cứng quá là nó hay gãy cái tình trạng đó lắm các bạn cái mặt nhôm mình mở ra các bạn thấy nó bám không cực kỳ là 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 là, là, là... dơ luôn các bạn cái cây này, cây này là cây chốt các bạn khi mình đạp số thì cái nó tách cái bố nồi ra các bạn đây là bố nè lá bố thì nó hết bố luôn các bạn nó chai nó bóng luôn lá sắt cũng vậy các bạn lá sắt thì nó cũng bóng nó hết cái độ bám mà các bạn ở mỗi xe Wood là nó năm lá bố bốn lá sắt các bạn và nó có một cái lá đặc biệt mình sẽ cho các bạn có nó có ba cái lò xo gắn vô cái lá đặc biệt này các bạn cái lò xo nhỏ nha mình mở ra mình lưu ý mấy cái lò xo để tránh trường hợp là nó gớt mắt các bạn lá sắt nè nó bóng hết luôn lá bố thì nó nó hết bố nó bóng lón luôn các bạn đó các bạn thấy không hậu quả của việc mà không thay nhớt với mình thay nhớt mà kém chất lượng các bạn mình sẽ bắn cái mặt nhôm trong ra cho các bạn xem luôn nhé à. khi mà mình muốn bắn cái mặt nhôm trong thì nó có một cái phe cài các bạn phải nại cái phe đó ra mình mới bắn ra được nha các bạn ở mẫu xe siêu các bạn nó máy cực kỳ liêm nó cái ti là cái máy nó bị như vậy nhưng mà khi mình nổ lên nó em gu các bạn còn mình lên ga thì nó có tiếng ghé các bạn tại vì xe này nó bị lúp các bạn tình trạng này thì cái tiếng ghé nó nó bị lúp rồi với thứ hai dên nó à, dên thì nó cũng bị gơ một tí các bạn đó, khi mình lên nó làm xe 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 xe, xe các bạn. mình nổ máy lên nó cực kỳ liêm khi khi mà các bạn nhịp ga nó 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 gào lên đó các bạn tại vì tình trạng như vậy thì à, bạc đạn máy nè à, bích tông nè các bạn nó bị xước hết rồi với cam cò đồ nó không có nhớt bồ trơn các bạn nhớt nó nó bám quá nó bồi trơn không tốt các bạn cho nên nó hao mòn các chi tiết á đây mình sẽ bắn ra cho các bạn xem này nhé cái mặt nhôm trong này các bạn nó nám hết rồi nó có một cái phe này các bạn có phe để nó dài con ốc lại đó mặt sau này các bạn nó dính hết luôn đó. rửa mấy cái này lâu lắm các bạn rửa phải ngồi rửa từng nước từng nước luôn các bạn đế nồi thì cao su nó gơ hết nè các bạn đó mình lắc nè đó nó chai cao su nó gơ hết luôn các bạn còn gọi là chuồng heo các bạn đây chuồng heo đó còn bố nằm trước bố ba càng nằm trước này các bạn nồi si này nó có bố ba càng nó mắc hơn nồi ẹt nữa các bạn tại vì nó có bố ba càng là tới hai bộ nồi lắm ẹt à, à, dòng xe con tay thì nó có chỉ có một có một phần ăn sau thôi các bạn à, lá bố nè lá sắt nè à, mặt nhôm rồi à, chuồng heo thôi đây mình sẽ rút cái bố ba càng ra cho các bạn xem nè mình đoán là bố ba càng này nó bị uh, hết bố luôn các bạn rõ ràng y ghen luôn các bạn tại khi mình lên ga các bạn mình chạy mình lên ga nó la lắm nó không có đi và nó cháy luôn nè các bạn nó cháy gan mà cái nồi hồi xưa mình nấu cơm đồ các bạn bằng lò củi nó cháy lên luôn các bạn đó các bạn thấy không thì khi mà nóng nó quá nhiệt các bạn với gặp mà nhớt đó, nó nó không có nó kém chất lượng thì nó cháy nó nó, nó bám bẩn lên luôn các bạn cái chuồng heo thì nó phiết luôn tại vì khi mà sát đó, nó hết bố nó còn sát các bạn nó ma sát với cái cái, cái chuồng đó, các bạn nó 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 phiết đường gan gan luôn cục canh nó dính cứng ngắt luôn nè đó tại vì nó nó kẹo cái nhớt lại các bạn bắt đầu nó bó vô á cho nên nó cứng luôn, cái gò bi nó bị bể luôn nè các bạn đây, cho các bạn xem nè khi mà các bạn chạy siwut á, các bạn đề máy, các bạn vô số á nó giật cái bạc, nó chết máy, một là bể cái gò bi này hai là là nó bị gãy cái lò xo bố ba càng các bạn mà thường ít có gãy lắm các bạn, trường hợp như xe này nó mới gãy các bạn chứ lò xo bố ba càng nó ít có bị gãy lắm hoặc các bạn mà đi dán bố rồi á, các bạn dán bố lại nó hay bị gãy chứ lò xo ghim nó là nó không có bị gãy các bạn à mình chạy mà nó hết bố như tình trạng này cái chu nó quăng ra cái bố nó quăng ra nhiều quá nó cũng bị tình trạng gãy nữa các bạn cái này phải lấy dít nại ra nó mới ra các bạn tại vì nhớt nó bám dính vô nó hít luôn các bạn nó như có một cái lấm bột vậy mình lấy bố ra cho anh em xem nè đó mình đang gịch cái bố nó đang cứng các bạn đây lò xo gãy luôn nè à, cái mấy cái viên bi này là của cái gọ bi các bạn nãy mình lấy ra nó gớt á, lò xo so nó bị gãy nè, bố mình đó nó gãy hết lò xo so luôn các bạn, bố thì nó bung ra luôn nè, đấy nó hết bố luôn nó còn sắt không? À. thì như tình trạng nồi này các bạn nó có hai cái cách giải quyết, mình thường á là tất cả các dòng xe luôn mình hay báo khách trước, khách đồng ý mình làm, còn không đồng ý thì mình trả, mình gá lên mình trả cho người ta thôi các bạn, tại vì tùy tùy khách hàng thôi, à, ví dụ mà khách hàng yêu cầu mình làm sao thì mình cứ làm vậy thôi các bạn nhưng mà mình phải uh, giải thích cho khách hàng biết về cái nguyên nhân như tình trạng này á một á, là thay bộ nồi mới bộ nồi mới là là sao bộ nồi mới là gồm như là bố ba càng nè các bạn chuông nè mình thay luôn mấy cái ống cách nha các bạn tại vì khi mình thay cái bố mới cái chuông mới mấy cái ống khâu ở trong các bạn nó nó với cái cũ á nó bị xước các bạn nó không có ngon nghe cho nên mình hay thay mấy cái khâu mới cho khách luôn các bạn còn với tình trạng thứ hai á là làm lại nhưng mà khi mà làm lại mình cũng báo trước nha các bạn làm lại là mình chỉ đi cơ khí mình gia công là thôi chạy thì nó không có như mình thay mới được nha các bạn làm lại là ví dụ mình chạy đôi khi một năm hoặc sáu uh, bảy tháng nó xuống bốn chừng nó chai là không chừng đó cho nên mình hay báo trước cho khách khách đồng ý mình mới làm còn các bạn mà thay mới á thì nó sẽ duy trì cái độ bền y, -y gan mà từ lúc mình mua xe tới bây giờ hư vậy các bạn đó mình thường hay làm á à, là mình chú trọng cái độ bền cho khách hàng trước mình thấy mà cái đó mà bền thì mình mới làm còn mà thấy mà làm như vậy mà không bền mà tốn tiền của khách hàng thì mình không làm